Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ trưởng Lê Minh Hoàng trả lời làm rõ các nội dung thuộc lĩnh vực này. Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu đó là giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với thủy sản. Việc bị cảnh báo thẻ vàng của EC sẽ ảnh hưởng rất lớn tới xuất khẩu hải sản nói riêng và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nói chung. Hiện nay tình trạng các tàu đánh bắt hải sản công suất lớn có chiều dài trên 15 mét sau khi đánh bắt không về cập cảng tại địa phương bởi nhiều lý do khác nhau dẫn đến địa phương khó khăn trong việc quản lý giám sát hoạt động tàu cá theo yêu cầu của Ủy ban châu Âu về khai thác thủy sản IUU. Đề nghị Bộ trưởng cho biết những giải pháp để đảm bảo quản lý thống nhất chung chặt chẽ đầy đủ các tàu cá này trên toàn quốc. Cá di chuyển từ Bắc vào Nam theo từng mùa, thì tàu họ đi theo đó, họ không thể nào trở về một cái địa phương mà họ đăng ký được. Họ tới đâu rồi họ khai thác xong họ đưa vào trong cái cảng của cái địa phương gần nhất của đó. Thì tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái thực trạng rất khó kiểm soát. Và bằng cái công nghệ số thì chúng tôi cũng đang chỉ đạo để làm sao mà chúng ta vẫn tuân thủ theo một quy luật di chuyển, dịch chuyển của các tàu mà chúng ta vẫn quản lý được. Thẻ vàng IUU không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến uy tín, vị thế quan hệ ngoại giao của nước ta. Đến nay đã gần 6 năm, nước ta vẫn chưa gỡ được thẻ vàng. Dự kiến EC sẽ đánh giá lần thứ tư trong tháng 10 tới và nước ta đặt mục tiêu gỡ thẻ vàng trong lần đánh giá này. Bộ trưởng Lê Minh Hoàng nhấn mạnh cần thực thi nghiêm quy định, trong đó có quy định tại luật thủy sản, có như vậy mới có hiệu quả trong thực tế. Chúng ta cần làm tốt công tác quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, phát triển được các khu bảo tồn biển, giảm thiểu vấn đề khai thác kiểu tận diệt.